Ở trong Corel thì bây giờ tôi đang có một cái thiết kế rất là đơn giản là một cái cafe và tôi sẽ phải chuẩn bị một cái data bao gồm là có tên người này, chức danh này, điện thoại này và email để tôi pre-merge. Tôi sẽ trộn cái dữ liệu và tôi sẽ tạo ra một series cái visit này chỉ với một cái thiết kế. Thế thì để làm được cái điều này chúng ta cần phải có hai thứ. Một là một cái thiết kế đã hoàn chỉnh về mặt bố cục ở trong Corel, và thứ hai là chúng ta cần phải có một cái dữ liệu về người dùng để chúng ta có thể đưa vào trong cái visit này. Thì ở các phiên bản cũ thì tôi có hướng dẫn hai cách. Một là chúng ta sẽ làm ở trên Notepad, và một trường hợp nữa là chúng ta làm ở trên Excel. Tuy nhiên thì ở với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có một vài cái vấn đề cần phải thay đổi một chút. Tại vì khi tôi làm theo cái phương án cũ ấy, thì một số thứ thì không chặn, không nhận, một số thứ vẫn nhận nhưng bị tình trạng là lỗi chính tả. Với những cái tên họ mà chúng ta ghi chú bằng tiếng Việt có dấu thì thường là khi chúng ta chuẩn bị ở trong cái phần data của chúng ta thì rất là tốt, nhưng khi nó trộn vào trong Corel với phiên bản 2021 này thì nó bị lỗi. Đấy, nó bị lỗi tên người, nó không nhận được cái tên người, nó bị lỗi. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục, và tôi cũng nói rõ luôn là cái gì bị lỗi, làm theo phương án cũ bị lỗi. Và tôi sẽ không phân tích một cách quá sâu là tại sao nó lỗi, vì thực ra thì cái đó nó nằm ngoài cái tìm hiểu của tôi. Tuy nhiên là tôi sẽ nói luôn là làm phương án nào thì bị lỗi và phương án nào thì không lỗi, và chúng ta thay thế bằng các cái cách như thế nào. Thế đây, bây giờ thì tôi sẽ cần phải có một cái tệp. Đây, các bạn hãy quan sát. Nếu các bạn làm bằng cái tệp văn bản thì các bạn cần phải có một cái chương trình để các bạn có thể là làm được cái rich text format này, xuất ra được cái dạng rich text format. Và để chuẩn bị một cái dữ liệu thì bây giờ các bạn hãy quan sát lại cho là một chút. Ở trên cái thiết kế này thì chúng ta sẽ có bốn trường là tên người này, chức danh này, điện thoại này và email là cái nơi mà cần phải thay đổi. Thế thì ở trong cái trình duyệt trình trình soạn văn bản thì các bạn cũng sẽ cần phải thực hiện cho tôi theo cái cú pháp như sau. Các bạn nên là mở Word, đó, mở Word ra. Sau đó thì các bạn là gõ cho tôi. Thứ nhất là có bao nhiêu trường mà các bạn cần phải thay đổi. Đây, 1, 2, 3, 4 trường phải thay đổi. Thì khi các bạn soạn thảo cái dòng đầu tiên, các bạn sẽ gõ cho tôi cái số 4 vào đây. Ví dụ các bạn có một trường phải thay đổi thì các bạn gõ 1, các bạn có hai trường thay đổi các bạn gõ 2, các bạn có 5 trường thay đổi thì các bạn gõ 5, để cho chương trình nhận biết rằng là có bao nhiêu trường. Đấy. Cái dòng thứ hai thì các bạn sẽ gõ tên các trường mà các bạn sẽ thay đổi. Thực ra tên thì không quan trọng lắm đâu, nó chỉ đơn giản là cái tên nó phân tích với cái tên kia thôi. Đấy. Thế một cái cú pháp thì các bạn nhìn đây. Đầu tiên là một cái gạch chéo như thế này, sau đó thì đến tên trường thứ nhất và gạch chéo để khóa lại, và sau đó thì lại một gạch chéo thứ hai để bắt đầu cái trường thứ hai, lại gạch chéo. Tức là thực ra thì phân cách giữa hai cái trường thì là hai gạch chéo, và cái trường đầu tiên thì một gạch chéo và khóa cái trường cuối cùng thì lại một gạch chéo thế này. Thế thì đây là cái cú pháp để mà chúng ta viết. Thế còn nội dung cụ thể thì đây, tôi lấy ví dụ tên người này, chức danh này, điện thoại này, email này. Tôi chuẩn bị ở đây là được khoảng 12 cái 12 cái tên người, rồi điện thoại, rồi chức danh, rồi email khác nhau để tôi thay đổi. Và sau khi mà chúng ta gõ xong theo đúng cái cú pháp như thế này thì các bạn thực hiện cái thao tác là file save, save hoặc là save as gì đó. Các bạn có thể là chọn một cái vị trí lưu ở đâu đó để các bạn có thể mở được ra, gọi nó ra. Tuy nhiên điều quan trọng là đây, các bạn lưu nó dưới dạng là request format,
.rtf. Đấy. Thì cái này thì các bạn có thể làm trong các bạn có thể làm ở trong Word nhé. Thì sau khi lưu xong thì các bạn sẽ có một cái file mà các bạn có thể là nhập vào trong Corel để các bạn sử dụng. Tôi lấy ví dụ trước nhất là chúng ta đã có cái tệp này rồi. Cái tệp này thì chúng ta có thể gõ được ở trong Notepad hay không? Thì chúng ta có thể gõ trong Notepad cũng y như thế này. Và khi mà các bạn gõ trong Notepad và các bạn lưu nó, đây ví dụ tôi có thể copy và tôi mở Notepad ra. Rồi, chúng ta dán vào đây. Thì cú pháp hoàn toàn giống hệt như thế này. Bây giờ tôi lưu. Thì trước hết là tôi sẽ thử nghiệm một cái kiểu cũ. Cái kiểu cũ ấy thì nó chấp nhận chúng ta là file.txt. Đấy là kiểu cũ mà tôi đã hướng dẫn ở cái phiên bản 2000 cái phiên bản X7. Và chúng ta để ở cái encoding là UTF-8. Đấy là cái kiểu cũ. Kiểu thứ hai, chúng ta cũng có thể là sử dụng cái này và chúng ta sẽ lưu nó dưới dạng RTF format. Chúng ta sẽ để nó là RTF. Để on file đó. Và chúng ta cũng để nó là dưới dạng này. Ok. Bây giờ chúng ta thử nghiệm luôn với cái văn bản mà chúng ta gõ ra. Chúng ta sẽ sử dụng Corel. Đây. Bây giờ cái thiết kế chúng ta đã mở ra như thế này rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thiết kế xong này. Chúng ta sẽ mở nó ra ở trong Corel. Sau đó có thể các bạn vào print, chọn print mux. Trong trường hợp này thì tôi sẽ điều chỉnh một chút nha. Chúng ta sẽ đóng cái file này lại và chúng ta không không lưu. Chúng ta sẽ mở nó ra một lần nữa tại vì nó đã dính cái dữ liệu lần trước tôi làm thử rồi. Bây giờ tôi sẽ mở lại làm một lần để chúng ta nhập cái dữ liệu vào. Đây, các bạn quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ vào file, vào printmux. Thế thì bắt đầu thì chúng ta sẽ có cái lệnh là create hoặc là load printmux. Hãy quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ có lệnh là import file. Mở import file ra. Chúng ta chỉ tới cái chỗ mà chúng ta đang lưu cái tệp dữ liệu. Trước tiên là tôi sẽ để ở cái dạng txt, tức là dạng rất phổ biến như ngày xưa. Chúng ta bấm vào đây, open. Thì các bạn thấy rằng là nó hoàn toàn có thể nhận được. Nhưng mà khi vào đây thì nó bị lỗi hết tất cả các cái chữ mà nó có cái dấu thanh, hoàn toàn lỗi hết. Vậy chúng ta bỏ đi. Bây giờ chúng ta lại import lại một lần nữa. Thay vì là sử dụng txt, chúng ta chọn import cái dạng đuôi là RTF format. Thì trong trường hợp này thì trông thì có vẻ là ra file nhưng mà nó không nhận cái RTF format mà chúng ta làm từ Notepad. Vậy thì là bây giờ chúng ta sẽ nhập lại. Lần này chúng ta sẽ nhập từ cái file mà làm từ Word. Đây đây, file làm từ Word này. Ồ, có cái vấn đề gì thế nhỉ? Đây. Sau khi mà chúng ta nhập vào thì chúng ta thấy là cái tệp và RTF format của chúng ta thì làm từ Word thì nó đã nhận được đầy đủ tất cả và tất cả tên tuổi cũng như là chức danh cũng như là số điện thoại cũng như là email thì nó làm rất là tốt ở đây rồi. Bây giờ chúng ta nhấn Finish và các bạn nhìn thấy là cái tài liệu thì nó đã được đưa vào như thế này. Về mặt bản chất thì đây là những cái thứ mà chúng ta để chờ thôi. Bây giờ tôi sẽ bỏ nó đi.
nha, tôi bỏ hết cái bọn này đi và tôi thay thế bằng các cái trường từ đây. Chúng ta chọn name này, insert này. Ở đây tôi sẽ cho nó là 10 bold. Tôi gióng thẳng với logo. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi chọn job, insert vào. Cái này tôi cho là 8 bốn nghiệp. Dòng left. Bây giờ phone tôi cho nó là 8 thôi. Và email tôi cho là 8. Chúng ta cho tất cả cái này. Đó, dòng trái. Rồi, cái dòng chữ này cũng dòng trái với bọn này. Xong. Chúng ta cho thằng này hạ xuống thêm một tí nữa. Đây, cái chữ này tôi cũng sẽ cho nó hạ xuống. Hoặc là không thì chúng ta có thể chọn thế này. Rồi, và bây giờ chúng ta vào online. Trong cái line này thì chúng ta sẽ chia đều khoảng cách trên dưới như thế này. Rồi, đến đây à, chúng ta đã có được cái khoảng cách chia đều rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn là mức tuning document. Thì nó sẽ dựa trên cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới nhập. Nó sẽ đưa thành một cái file mới. Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đưa các cái dữ liệu của chúng ta vào đây. Và mỗi một dữ liệu đó thì nó sẽ tạo thành một trang khác nhau. Thông tin thì nó sẽ nhập vào rất đầy đủ. Tên này, chức danh này, điện thoại này, email này, địa chỉ này. Thì trong đó có bốn trường ở trên này thì nó thay nhau nó lấy. Đây chúng ta xem trường thứ hai. Đây. Trường hợp thứ ba, trường hợp thứ tư, trường hợp thứ năm. Đấy, mà tôi sẽ có 12 cái thông tin cả. Các bạn thấy rằng là đến đây thì các bạn có thể lưu cái file này lại và các bạn lần lượt các bạn in ra. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta in ấy, thì chúng ta sẽ lưu ý thêm một cái vấn đề như thế này, tức là cái kích thước của cái file này của chúng ta thì nó đang là 9 nhân với 50 rồi, 90 nhân với 50, có nghĩa là 9 phân nhân 5 phân. Tôi làm cái tác nó hơi trường dáng một chút. Thì ở đây khi mà chúng ta in thì chúng ta sẽ kiểm tra xem đây vốn là chúng ta là ở cái khổ như thế này, 90 nhân với 50. Thì bây giờ đây tôi chọn cái này. Và nếu như chúng ta in nhé. Đây, bây giờ các bạn lại xem này, chúng ta ghép và chúng ta in nhé. Thì chúng ta vào file này, các bạn hãy chọn là print preview. Là ví dụ này, print preview thì nó sẽ mở ra cho các bạn trong cái khổ giấy như thế này. Hiện tại thì nó vẫn chia ra làm nhiều trang, mỗi trang thì nó chỉ để có một thiết kế là một cái visit duy nhất thế này thôi. Bây giờ nếu như các bạn muốn ghép tất cả vào để in ra trên một tờ cho nó gọn thôi thì hoặc là nhiều tờ thì đây thì các bạn có thể là làm như thế này. Các bạn bấm vào cái biểu tượng là Imposition Layout Tool thì nó sẽ cho các bạn nhìn thấy là một cái cạc như thế này hay là một cái bản in như thế này đặt ở trong một khổ giấy thì nó nằm như thế nào. Bây giờ nó cung cấp cho các bạn cái chia cột, chia hàng. Thế này, ví dụ chúng ta chia cột này. Đấy, thì bây giờ nó sẽ cho các bạn là in hai hai cái tag ở trên khổ như này. Bây giờ tôi cho thêm cái nữa, ba
Rồi, bây giờ tôi chèn thêm một hàng. Rồi, hai hàng. Ba, bốn hàng. Tôi lấy ví dụ ở đây. Tôi có 12 cái thiết kế tất cả. Thì bây giờ tôi đưa ra đây thì nó sẽ cho tôi là 12 cái cùng nằm ở trong này. Các bạn lưu ý là có rất là nhiều bạn trước đây thì có hỏi, cứ xem cái video cũ của tôi mà cứ thắc mắc là tại sao vậy, khi mà đưa vào thì không thể đưa được nhiều cái card như thế này vào trong cùng một cái tờ giấy. Thì lý do rất là đơn giản là các bạn ấy thiết kế thì đúng cái khổ card, nhưng mà cái khổ giấy, cái tờ giấy mà các bạn ấy, cái trang tài liệu của các bạn thiết kế thì nó lại khổ A4 hoặc là letter. Thì cái điều quan trọng là các bạn khi thiết kế thì các bạn để cái kích thước của cái card đó nó bằng luôn cái khổ của tài liệu luôn, tức là card là 9 nhân với 5,5 hay là 9 nhân với 5 thì các bạn cũng để tài liệu nó khổ như thế luôn, thì lúc ấy nó mới ghép vào trong một tờ giấy to như thế này được. Và bây giờ chúng ta quay trở về đây, chúng ta nhìn này, thông tin nha, đúng không? Các bạn nhìn thấy rất rõ là số nhảy đây này, 00 này, 01 này, 02 này, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Đấy, thông tin hoàn toàn khác nhau. Và tôi chỉ có làm một cái tệp lưu dưới cái dạng Richter format là ok. Cú pháp làm đúng, thông tin soát ở trên đó xong là chúng ta thiết kế một cái file gốc của Corel là xong. Và nếu như các bạn in ấn như thế này thì các bạn thêm một cái như thế này. Đây, các bạn đặt vào cái để dấu như thế này. Các bạn ví dụ như đặt dấu xén này. Đây, các bạn đặt dấu xén vào một cái. Thì đây, nó sẽ trông như thế này. Khi mà in ra thì các bạn chỉ cần là đặt vào đây. Các bạn sẽ có những dấu xén để các bạn đặt thước và các bạn xén cho nó thẳng luôn. Các bạn đến đây thì nó mới in ra thôi. Hoặc nếu không thì các bạn có thể lưu cái file lại. Nếu không in nhé, không in thì đây, tôi đóng cái này lại. Và các bạn có thể lưu cái file Primark này lại. Rồi sau các bạn ghép sau, các bạn in sau. Đây là việc của các bạn về sau này. Đến đây thì tôi tạm thời tôi lại đóng cái này lại. Không lưu nhé. Và quay trở lại chúng ta nói thêm một chút về cái cách làm việc với lại file dạng Excel. Đây, trước hết là vừa nãy là chúng ta có nói về cái kích thước thì tôi cũng bổ sung lại thêm một chút. Đây, thông thường các bạn làm thì các bạn bị dính cái lỗi như thế này. Thường ví dụ như các bạn nhìn thấy là cái khổ A4 như thế này nhé. Cái khổ A4 thế này. Các bạn thiết kế cái card nó nằm lọt vào trong này. Thế và khi in thì các bạn sẽ thấy rằng là nó in nguyên cả khổ A4 vào trong khổ A4 thế này thôi. Nó sẽ không thể nào mà ghép nhiều cái tay con cái tab visit con vào trong được. Thế thì để thao tác thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn sẽ sử dụng cái cách là các bạn đưa cái kích thước này. Các bạn gõ luôn 90 nhân với 55 hoặc như trường hợp tôi là 90 nhân 50. Hoặc nếu như các bạn sử dụng cái phiên bản Corel mà 2021 nhé, thì nó sẽ có thêm cái tính năng này. Đấy, Auto Fit Page. Các bạn bấm vào đây thì nó sẽ có cái tùy chọn Margin này. Nếu mà các bạn chọn Auto Fit này thì cái trang nó sẽ co luôn lại bằng đúng cái khổ thiết kế mà các bạn đang nhìn thấy đây. Đấy. Tuy nhiên ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó hơi to nhỏ một tí tại vì nó còn dính cái đường viền. Còn nếu như ở đây các bạn làm mà không đường viền nhé, không đường viền thì hoặc là cái đường viền mà lật vào trong ấy thì nó sẽ giữ đúng khổ luôn. Không thì tốt nhất là thầy các bạn gõ lên cho tôi là 90 nhé, nhân với 50. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm cái thiết kế nó bằng cái kích thước. Tuy nhiên đến đây thì chúng ta lại đọc không lưu nhé, và chúng ta sẽ làm lại một lần nữa, lại mở lại nó một lần nữa, nhưng lần này thì chúng ta sẽ làm bằng Excel. Đây, bây giờ các bạn nhìn file Excel thì chúng ta làm như thế nào. File Excel thì cực kỳ dễ luôn đấy, dễ hơn là chúng ta làm ở trên trên Word rất là nhiều, tại vì nó có hàng, có cột,
rất là rõ ràng rồi. Thì ở đây thì các bạn sẽ có bao nhiêu trường các bạn cần thành, thì các bạn gõ cho tôi thành bấy nhiêu cột. Cái dòng đầu tiên là tên của cái trường đấy, dòng thứ hai là dòng thứ hai trở đi thì là bắt đầu là các cái thông tin. Thì thực ra thì bốn trường thì bố trí như này thôi, bốn cột. Đây, cột đầu tiên là name, cột thứ hai là job, cột thứ ba là phone, cột thứ tư là email. Cũng giống như là cái cách mà tôi đã làm ở bên Word đấy, tuy nhiên là Excel thì nó là cái cột như thế này mà chúng ta sẽ không cần phải đặt các cái sẹt nữa. Thì đơn giản là các bạn gõ tất cả những cái thứ thông thường vào đây thôi, và sau khi gõ xong, khó nhất là cái này thôi, mệt nhất là cái này. Tức là cái phone này thì cái đầu của chúng ta thường có đầu không, thế nhưng mà nếu như mà chúng ta gõ vào đây thì thường thường là nó sẽ trượt mất cái con số không ở đằng trước đi, và thường thì các bạn sẽ phải format cái cell này thành ra là dạng text chứ không phải là số. Này, chúng ta chọn này, chuột phải này, chúng ta chọn là format cell này. Tất nhiên là sẽ có rất là nhiều bạn là biết dùng cell còn tốt hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà đây thì cứ nói để cho một số bạn nếu mà chưa biết thì có thể biết cách thực hiện. Thì các bạn phải format, thay vì là để nó là number hoặc là gì đó thì các bạn hãy để cho tôi thành về text nhé. Thì text thì bạn mới gõ được cái số không chín mấy đấy đấy, ví dụ như thế. Thế thì sau khi mà chúng ta lưu vào như thế này thì cái đặc biệt là chúng ta lưu nó ở cái dạng gì này, các bạn hãy lưu ý này. Các bạn lưu nó ở cái dạng là đây, cái đuôi của nó nhá, cái đuôi của nó mà các bạn cần phải lưu là cái dạng C, SV. Các bạn có thể dùng cái này cũng được mà cái dạng này cũng được nhá, đều là CSV thì nó đều nhận được hết. Chỉ có điều là thực ra thì làm ở trên Word, tôi thì không biết là sau cái bản tôi đang dùng cái bản này là bản 2013, Office 2013, thì tôi cũng không rõ lắm là ở các máy khác thì mọi người như thế nào, nhưng bản thân tôi thì khi mà tôi lưu vào đây thì nó có những cái cảnh báo mà nó cũng không được dễ chịu cho lắm đấy. Và khi mà chúng ta lưu thì đây, tôi có thể cho các bạn xem ví dụ như là đây, tôi lưu nó ở desktop và tôi lưu nó ở cái dạng này nhé, CSV. Thế thì chúng ta thử nghiệm lại một chút là cái file mà chúng ta đã làm ở Excel thì nó sẽ như thế nào. Đây, bây giờ tôi mở lại cái này rồi và tôi sẽ nhập cái dữ liệu vào. Trong trường hợp này thì chúng ta chọn import file và chúng ta chỉ vào cho nó bằng dạng là CSV. Đây, book. Đó. Dữ liệu thì nhận nhưng có một cái rất khó chịu là nó bị lỗi. Lỗi ở những cái file mà tiếng Việt bỏ dấu. Thế cho nên là tôi sẽ hủy cancel, tôi không nhận cái này. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng một cái khác. Ở đây thì tôi dùng một cái chương trình nó gọi là Library Office. Cái này là một cái chương trình nó là một cái chương trình dạng Open Office đấy. Và các bạn có thể tải về, cài đặt rất là dễ và hoàn toàn miễn phí luôn, hoàn toàn miễn phí luôn. Đây tôi cho các bạn xem cái cách mà các bạn có thể thấy. Đây, các bạn có thể gõ cái từ khóa là Library Office. Tôi thì tôi dùng từ khóa như thế này luôn, portable. Và đây cái đường dẫn này đầu tiên các bạn tra ra, sau đó thì các bạn mở ra một cái trang như thế này và các bạn sẽ tải luôn cái bản mới nhất về. Tải bản mới nhất về thì sau đó các bạn tiến hành là cài đặt thôi, và cài đặt xong thì các bạn cho chạy luôn. Cho chạy luôn thì khi mở ra thì các bạn sẽ thấy rằng giao diện của nó gần như là giống với Excel ở Microsoft Office mà chúng ta vẫn dùng thôi. Mà cách
gõ cách làm thì hoàn toàn giống như là chúng ta vẫn làm ở bên bên Excel. Tuy nhiên thì khi lưu thì tôi có một chút cần phải lưu ý các bạn. Đây chúng ta save as. Thì cái lý do mà chúng ta lưu mà nó vẫn bị lỗi thì tôi cũng không hiểu là cái cơ chế thì nó như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta lưu thì đây, chúng ta lưu ở hai dạng nhé, UTF-8 và UTF-16. UTF-8 thì nó vẫn bị lỗi khi mà chúng ta nhập vào nhé. Đây tôi lưu cho các bạn và tôi sẽ cho các bạn xem cái cách lưu là đây, chúng ta đánh dấu thêm cái này, edit filter setting nhé. Khi mà lưu đây này, các bạn lưu ý rằng là character set này thì ở đây nó cho phép chúng ta là sổ danh sách này ra và chọn một cái encoding cho nó phù hợp. Thì thông thường thì chúng ta lưu cái tài liệu của chúng ta thì hay lưu ở cái dạng là UTF-8 này, UTF-8. UTF-8 thì về cơ bản là nó ghi rất là tốt rồi ở trong các trường hợp bình thường, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ vẫn có vấn đề là khi chúng ta mở ra ở trong Word, trong Excel thì không sao, nhưng chúng ta dùng để chúng ta mở như thế này thì bị lỗi. Đây tôi lưu ok, và một bản lưu thứ hai. Tôi sẽ lưu nó dưới dạng là UTF-16. Sổ danh sách ra và chúng ta sẽ chọn UTF-16. Ok, như vậy là chúng ta đã có hai cái nhá, tệp thay thế không phải là từ Excel nữa mà chúng ta sẽ từ cái OpenOffice chúng ta tạo ra. Bây giờ các bạn hãy quan sát. Chúng ta nhập vào đây Primark và chúng ta lại nhập cái tài liệu Excel vào. Đây, trước hết là chúng ta nhập UTF-8. Ok, nhận cũng rất nhanh. Nhưng mà cũng như là cái thằng Excel, nó bị lỗi toàn bộ những cái file mà dính dáng tới bỏ dấu. Cho nên tôi cũng cancel, tôi không nhận thằng này. Và bây giờ tôi nhận lại một lần nữa. Lần này thì tôi sẽ chọn cái bảng UTF-16. Đây. Các bạn sẽ thấy rằng là thông tin vào đây rất tốt, hoàn toàn là không bị lỗi. Và lên đây chúng ta finish, lặp lại thao tác như vừa nãy, đưa name, job, phone, email lần lượt vào đây, name này, mười, phone, left, job, insert, tám, bốn, nghiêng, left, phone, tám, email. Rồi, đến đây. Chúng ta chọn hết tất cả những cái này. Dòng trái với cái logo này. Rồi. Chia khoảng cách. Chia đều. Rồi. Đó, là bây giờ chúng ta sẽ mức
Rồi, các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng nhận hết tất cả mọi thứ và nó đưa thông tin vào rất là chuẩn. Và như vậy là chúng ta có hai cách nhé, hai cách làm bằng Rigid Format, làm trên Word, và trường hợp thứ hai là chúng ta làm theo kiểu Excel nhưng không dùng bằng Excel này mà chúng ta lại dùng bằng cái bảng OpenOffice và lưu nó dưới dạng là CSV.